like rồi đó cô. Đang like rồi đó mà chưa có ai coi chờ cái cô. Mới like sao có người coi được. Phải mình phải bật nhạc lên mình nghe mình hấp dẫn. Bánh khọt đi bà con ơi. Bà không kiếm bà dậy chưa? Bà dậy. Đây. Hôm nay không có bánh xèo. Hôm nay chỉ có bánh khọt thôi. Ồ bánh xèo có nè, bánh xèo đổ rồi. Bánh xèo đổ rồi. Đây bánh xèo. Phần nhiêu cô? 20 ngàn. Ở đây là đối diện công an huyện. Đồ bánh xèo nhìn hấp dẫn hơn nha. Bánh khọt đây hấp dẫn chưa? Bánh khọt nước cốt dừa. Nhân mình là nhân gì cô? Nhân tôm, tôm tép hả? Tôm, thịt. Nước cốt dừa. Bao lâu rồi mới chín trời? Cũng không biết nấu đâu canh giờ đâu biết. Để đây đây đừng nào vàng cái một cái mình bán nhiêu cô? Một cái 1.000 đồng. Mình là ship trong khu vực thị trấn thứ 11 nha bà con. 1.000 đồng một cái, một hộp 10 cái. Đúng không? Một hộp 10 cái mới ship đúng không? Tới 5 cái đâu ship đâu. Một hộp 10 cái. Người ta ăn nhiều nữa mình để nhiều cho bà con cơm ta. Có rau không cô? Có không lâu. À không, có mình này có ăn với rau không? Có rau không á? Có rau đâu. Thơm quá trời thơm luôn. Dạ. Mấy cái ở giữa chín này kìa cô. Dạ, không đều mình xây á. Dạ. Nhìn ngon quá, hấp dẫn quá. Đây là rau. Đó lá cách, kìa. Lá cách. Cách ăn nó mới ngon. Lá cách này là mùa này tươi ha, to nữa. Thì ăn lá cách với cái gì đó? Lá cách hả? Cây này cây gì kiếm? Cây này cây rồi cây chùm mồi. Chùm mồi hả? Ở đây chỗ nào có cây sầu đâu ta? Đâu hả? Dạ. An Giang, An Giang hả? Có một cái bạn nhắn cho em nói là cây sầu đâu ở dưới đâu ta? Dưới Hỏa Đồ. Hỏa Đồ có. Hỏa Đồ có một cây. Mà ăn lá được không á? Ăn được.
làm thuốc được luôn á, ăn với cá lóc nướng, đúng rồi, ăn cá lóc nướng. Một ngày mình độ bao nhiêu cái bánh xèo và bánh khọt cô? Hai ba ngàn cái là anh giàu rồi đó anh. Năm trăm cái bánh khọt, một cái 1.000 đồng thì 500 cái là, đúng rồi, 500.000. 500.000 là bao nhiêu cô? Để mốt con thử bán coi, thử khởi nghiệp đi. Lời 400, trời ơi. Chị Hà ơi, ăn bánh khọt chị Hà ơi. Em ship cho chị Hà ơi. Rồi, chị mất tiêu rồi, chị xuống rồi. Chị không trả lời. Chị chưa trả lời không, trên livestream nè. Livestream chị đang coi. Ở đây là chỗ nào? Đối diện công an huyện anh ơi. Có bánh xèo với bánh khọt, nhưng mà bánh xèo thì ai order gọi điện đặt bánh thì mình mới đổ. Mà đã có đã đổ rồi. Ăn nóng cho nó ngon hả cô? Còn bánh khọt là phải đổ liên tục. Bánh khọt thì mình đổ ngoài. Định qua lai bánh xèo mà bánh xèo không có đồ, nên là lai bánh khọt. Bánh khọt nước cốt dừa nhân tôm thịt. Lai cho bạn coi gì? Lai trên trang mình thử đó chị, cho bà con coi, cho mọi người coi. Mọi người biết, mọi người thích ăn thì mọi người đến mọi người mua, còn không thì mọi người gọi điện cho chị Hồng Kiếm. Đi Hồng Kiếm đang bận ăn xoài rồi. Hấp dẫn quá. Hai cái mà chín rồi nè cô, chín chưa? Chín rồi đó. Hai cái mà nó chín rồi đó. Cho nó vàng nó mới chín bánh ngon. Mình đụng nhanh quá em. Bữa hổm là em ăn hết bao nhiêu cái ta?
20 cái luôn đó. Bánh khọt hả? Bánh khọt đó. Từ cầu treo mà lên công an huyện An Minh là khoảng 500 m. 500 m đối diện ngay công an huyện An Minh. Bánh khọt chứ ăn bánh khọt không? Cho anh ngâm 10 hộp đi. 10 hộp luôn hả? Trời ơi, đang live stream đó nha, chị order hơi bị lố nha, chị bom hàng người ta nha. 10 hộp, chị bom. Bom có 1 hộp à? Bom có 1 hộp. Chị bơm có 1 hộp mà trên mạng chị nói 10 hộp. Chị nha. Tăng lên cho chị xé gió luôn. Ủa trời, lần đầu tiên em nghe từ xé gió đó. Xé gió là làm sao? Đâu chị định nghĩa cho em xé gió là làm sao? Hả? Xé gió là làm sao? Biết chị biết nói chị chưa có biết. Trời ơi trời. Chị biết nói chị không biết dịch chơi. Rồi mấy nàng này, mấy nàng thứ này có ai biết xé gió không? Xé gió là gì cô? Xé gió là nhanh như xé, như gió vậy đó. Tức là nói nhanh như gió vậy đúng không? Gió bay qua thôi vậy. Thiệt là dễ sợ mấy em gái miệt thứ. Em gái miệt thứ xé gió. Đây, em gái miệt thứ xé gió. Bánh này ngon quá, ủng hộ được nhiêu hộp chị? Không, em chỉ có like thôi. Trời, em like em. Bữa hổm em ăn 20 cái đến giờ em xịn luôn rồi. Không gài đâu, không gặp. Em đi quay, đi vòng vòng rồi đó. Bây giờ ăn quay Nghĩa Trang đó. Hôm qua đúng không, qua Nghĩa Trang. Cũng hay chứ, nói chuyện Nghĩa Trang liệt sĩ Nguyễn Minh đó. Đâu có nói chuyện Nghĩa Trang liệt sĩ đâu. Nói đây là Nghĩa Trang. Thì đó, thì nó giới thiệu Nghĩa Trang thôi. Thì mấy đứa đi thi cấp tỉnh đó. Mấy đứa học sinh đấy. Nó được tuyển đại diện tỉnh, đại diện huyện đi thi. Ủa sao vậy? Nhậu rồi trong mặt. Bao nhiêu? Cô ăn hết mấy cái rồi cô? Ngon không? Rồi 20 cái cô trả nhiêu tiền có khuyến mại không trời? Tăng 20 cái mà không khuyến mại cái nào? Cho bắt thêm 5 cái đi cô. Chị ăn không em mời. Chị ăn em gái miệt thứ xé gió, em ăn được bao nhiêu cái? Nếu mà ăn chỗ khác thì ăn chỉ được có 10 cái thôi. Nhưng mà ăn ở Hồng Kiếm được nhiêu cái? Chị có thể ăn được 30 cái. Chị ăn liền không? Em mời chị 30 cái luôn, em quay cái coi. Cái gì bữa nay là chị mới ăn cơm rồi. Đúng là xé gió thiệt. Hai bốn sáu tám mười, ồ 11 cái hả cô? 12 cái hả? À, trong cái khu này 12 cái hả? Ừ. 2 4 6 8 10 12, phải không? 2 4 6 8 10 12 cái. Giờ bánh bữa nay đổ béo quá chị. Cô sao mình không bán một khuôn đi cô, cho nó lạ, cho nó khác mọi người. Mọi người bán từng cái, mình bán một khuôn 12 ngàn. Mình là 12 cái. Bao nhiêu mình bán nhiêu sao? 10 cái được rồi, tại vì bao nhiêu bán nhiêu chứ biết sao vậy? Không, nhưng mà mình quảng cáo á, mình nói là mình bán một khuôn. Có 2.000 lẻ vô đó nữa, biết nhiều khi người ta không có tiền 2.000 sao? Thì bây giờ 2.000 ủng hộ cho Miệt Thứ thì Miệt Thứ đang bán nè. Miệt Thứ đang bán, thay vì bán một cái 1.000, 10.000 thì bán cho Miệt Thứ 12 một khuôn. Một khuôn 10.000 đi. Con ăn không con? ăn không? Ăn không? Ăn đi cho mẹ đỡ đóng tiền con. Phọn ơi Phọn, Phọn ăn bánh khọt không Phọn ơi? Nói gì câu gì? Phọn đấy, bọn Phọn. Mà không biết đúng tên không, em không nhớ luôn. Không. Bòn ơi gì? Bòn ơi Tâm Nam rồi. Chị người Khmer phải không? Chị người Khmer, chị hát em nghe một bài coi. Bòn ơi. Ai Ngô Nguyễn phát vào là ai vậy? Em không biết. Đâu? Si bánh. Em mua ra thì đổ bánh nè. Ủa là sao ta không hiểu. Chị
Chị hát một bài Khmer cho bà con miền hướng nghe coi. Chị ở đây mấy chục năm mà chị chưa lên tiếng Khmer. Quên tiếng Khmer luôn á, nhưng mà nói được câu nào không? Nghe được, nhưng mà nói không được. Vì nói như tôi yêu Việt Nam thì nói làm sao? Thôi bà lý do quá à, bà ơi. Trời ơi trời. Lý do ghê luôn vậy đó. Đâu rồi? Đóng nắp rồi. Mua cái gì? Mua bánh xèo. Bánh khọt anh bán một khuôn 12 cái có 10.000, em mua giùm anh đi. Anh đang đâu đó? Nè bán đây nè. Em đang mua nè. Em mua 10 cái là 10.000, mà em mua của anh là 12 cái có 10.000 à. Rẻ hơn nữa. Rẻ hơn nữa. Em quyết định đi. Đây là rau. Rau bữa nay ngon. Rau hôm nay ngon hả? Một cái là chế, cái là bánh khọt à. Cái đó là gì chế? Lá cát lồi. Lá đây em mượn ấy. Lá cát lồi em mượn ấy. Em không biết cây này luôn á. Đây, cái này ăn với cái gì? Ăn gì bệnh luôn á chị. Nhưng mà khoan từ từ, nó tên là cái gì? Cây lược vàng. Cái này cái gì? Lá chầm mồi. Lá nè, chả này nè. Cái này lá gì? Lá chầm mồi. Lá chầm mồi hả? Lá chầm mồi là lá gì? Chầm hay chồi? Chùm mồi hả? Ôi trời ơi, qua em cái hành cái gì không biết. Tàu hũ bên kia kìa, ai ăn tàu hũ? Tàu hũ. Lá chùm mồi. Chùm mồi, lá chùm mồi. Trời ơi trời. Thua em luôn. Nè lá chùm mồi nè. Lá chùm mồi. Hello, bà con ơi, bánh khọt nha. Gì? Chị ăn cái gì? Thì em nói đó, chị ăn được 30 cái, em mời chị luôn đó. Thôi, ăn được 20 cái. Thôi, 20 cái không được, 30 bà, đừng có xé gió. Xé gió quá. Xé gió đó, không biết xé gió gì mà kêu chưa biết luôn. Nói thì đúng rồi á. Ủa mà làm sao chị biết cái từ đó vậy? Nhưng mà ai nói cho chị nghe cái từ xé gió? Thì có xé mây là Mỹ Tâm xé mây thôi. Chị là xé gió đúng không? Thôi bây giờ xé bánh khọt đi. Em không biết nữa. Ủa mà mọi người làm mà căn cước công dân chưa ta? Rồi xong. Chấm nước mắm ăn mấy chục viên luôn á. Ai vậy? Anh rể tao nè, anh rể anh chồng của chị Sáu. Tôi nói trời ơi là trời, ổng nói mà tôi không tin, tôi nói. Là sao chị kể nghe coi. Ăn mà chấm nước mắm mà ông ăn nước nha. Ừ, ổng nói ông ăn hoài luôn đó, ông ăn cũng ngán luôn. Chè sôi nước chấm nước mắm. Ủa phải không, em nói đúng không mà sao mọi người cười vậy? Ông nói vậy luôn á, ông
Ủa tại sao tự nhiên em nói chè sôi nước chấm nước mắm đấy mọi người cười vậy? Mà có thiệt không? Hay chị lại xé gió nữa? Trời anh rể tôi mà. Anh rể chị hả? Ông ở đâu? Ông ở trong An Minh Bắc đâu. Trời ông ăn hoài luôn. Vậy cho em xin địa chỉ em vô em quay coi. Anh đi ghe biển này. Đi ghe biển này hả? Ừ anh không ở nhà. Là chị ở đâu? Chị ăn bắt luôn hả? Về đây hả? Tưởng đâu chị ông bắt ra đây ăn bánh khọt chứ. Bánh khọt đây mọi người ơi. Bánh khọt nước cốt dừa nhân tôm đậu Hồng Kiếm, khu phố 2 thị trấn thứ 11 đối diện công an huyện. Có ship khu vực thị trấn thứ 11 nha bà con. À, mỗi hộp ít nhất là 10 cái, một cái là 1.000. Hình như hành hơi nhiều của cô. Đúng không? Cô đánh hành hơi nhiều mình. Phải cô đám là để nhiều quá, cô để ít lại hả? Đây cận cảnh đây mọi người. Nó bị khét nên nó bị đen rồi đó cô. Phọn ơi em ăn không Phọn ơi? Rồi có chuyện gì vui cô kể nghe cô. Có chuyện gì vui không? Hết rồi hả? Ngoài cái chuyện chè trôi nước ăn với chè gì? Chè trôi nước chấm nước mắm. Sự tích gì? Tin hả? Nhưng mà đó là sự thật đúng không? Ừ, anh nói luôn ra luôn mà, anh nói là... Nhưng mà chị có chứng kiến anh ăn chưa? Anh ăn rồi mà, nhưng mà mình chưa thấy. Mình chưa thấy sao mình tin được, bây giờ... Anh nói ra mình mới... Trời ơi, bây giờ, ông đó ông xé gió giống bà kia rồi đó. Bà kia bây giờ bà order 30 hộp bánh khọt đó, cuối cùng hỏi bà ăn được nhiêu cái, bà ăn được 10 cái. Bà xé gió vậy sợ, cuối cùng bà mua nhiêu mua có hộp à? Dễ sợ lắm. Nên là bây giờ chị ơi, chị nghe nói chứ đừng có tin, em khuyên thiệt luôn đó. Bây giờ mình nhìn thấy thì nó còn không, chưa chắc tin nữa nè. Anh rể của chị. À. Trời anh rể đó phải anh ruột đâu mà luôn. Nói chung là dễ tin quá là nguy hiểm lắm nha. Mà chị thử chưa? Không, ăn cái đó bị đỏ quá chị ăn không được. Đây là fan của miền tứ thứ 11 đây, đang coi live stream ngay tại chỗ luôn, mặc dù sát bên cách nhau 1 mét. Trời con muốn ăn lắm mà rất tiếc con ăn cơm rồi đó cô. Mà bữa hổm con ăn 20 cái một lần. Ăn để bụng. Hả? Hôm nay là không có định ngày hôm nay sẽ like trong biệt thự đâu, nhưng mà đang muốn tăng tương tác với mọi người cho nên là quyết định là đi qua đây like luôn. Với lại ngày hôm nay má con nấu cơm ngon lắm cô ạ. Dạ. Con ăn một tô to đùng. Con ăn cái gì ngon chứ vậy? Dạ, ăn cơm nhà quê thôi. Một hộp gửi cho Nguyễn Đan chụp hình kế chỗ bán luôn nhé. Nguyễn Đan chụp hình là ở đâu? Đem một hộp qua đó đi cô. Chị
Nguyễn đang chụp hình. Ủa cái bên hả? Tại đây đó hả? Đem một hộp qua bên đó kìa. Rồi ok nha. Đem liền, đem liền. Phọn. Không biết nhắn này trên đấy nè. Rồi rồi ok, ok nha. Một hộp đem qua liền. Giê-xu. Vui cho bà, live stream bà luôn mà. Đây Giê-xu. Chị có bán online không vậy? Em bán luôn cho nè. Đang live stream nè. Đang live stream nè. Một ngày chị bán được bao nhiêu tờ? Một ngày chị bán được bao nhiêu tờ? 200 tờ là được nhiêu tiền? Là được nhiêu tiền? Được 240. 240 tụi là giàu vậy, nhiều hơn em nữa. Nhưng mà bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Hả? Bán từ mấy giờ mấy giờ? Có bữa gì bữa khác, như là bữa bán thế, bữa khác, bữa bán đắt khác. Dạ. Bình thường thì 2 giờ mấy, 3 giờ mấy. Rồi, chúc chị bán đắt nha, bán ai lấy em 2 tờ đi. Đi đi rửa cho em một tờ thôi chị ơi, một tờ thôi đi. Một tờ thôi. Đem một hộp qua đó chị, kế bên đó chị. Một tờ 10.000 phải không chị? Nè. Chị em đây trúng nha. Chị em đây trúng nha chế. Số đẹp nha, 612561. Tiếp tục bánh xèo, không bánh khọt. Nên là khách quen phải không? Khách quen, khách quen. Chắc khách quen là mình biết họ ăn cái gì mà không ăn cái gì luôn hả cô? Ăn rau nhiều hả? Có người cũng không ăn rau phải không cô? Cái gì chị mua bao nhiêu tờ giấy số đó hả? Thiệt không? Đâu có bạn giấy số đâu rồi. Trời sao bạn nó may mắn quá vậy? Có, nó mua 2-3 người, 2-3 người đó hả? À nó mua nhiều người gộp lại một ngày mua tờ giấy số hả? Rồi nếu mà chị đây sẽ đặc biệt là ủng hộ đây 2 tấn gạo. Ủng hộ 2 tấn gạo nếu chúng đặc biệt hả? Còn không chúng mà không ủng hộ hả? Không, không chúng không có tiền ủng hộ. Mua giấy số hết là tiền đâu ủng hộ? À, đúng rồi. Trời ơi. Anh không có đi làm căn cước công dân. Anh đi qua đây anh live stream thôi à. Ủa làm chưa? Em chưa làm nữa. Để cho click đâu. Ngon quá. Rồi, chia tay mọi người nha. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần live stream tiếp theo. Từ khà khà vậy. Nóng không á?
Mấy này nóng này chứ. Hết nãy nhiều quá đó. Xong rồi giảm xuống bớt. Bây giờ lại ít quá. Lỡ đổ lên nè, đổ lên hết này luôn rồi chia tay luôn. Đâu có, đậu đành tao để cho đó chưa, ý nó gì đó. Chưa. Ngủ đây rồi mẹ về. Qua đây.